Xin chào anh em, và đây là hai chiếc điện thoại có rất là nhiều bạn nói mình so sánh trong thời gian vừa qua, Mi Smart Lite 4 và Oppo A53. Vậy thì ở trong cái phân khúc giá 4 triệu đồng, hai chiếc máy này nó sẽ mang đến những trải nghiệm khác biệt như thế nào, và bạn nào nên lựa chọn Oppo A53 và bạn nào sẽ nên lựa chọn chiếc Mi Smart Lite 4, thì trong video này chúng ta sẽ cùng đi so sánh. Và nếu anh em nào mà đang quan tâm cả chiếc Oppo A53 lẫn Vinsmart Lite 4 thì có thể ghé qua hệ thống Di Động Việt nha. Hiện tại thì Di Động Việt đang có mức giá cực kỳ là tốt, chỉ khoảng tầm là dưới 4 triệu đồng dành cho cả hai sản phẩm này thôi. Link cụ thể về chương trình khuyến mãi giảm giá bán hàng như thế nào thì mình sẽ đặt ở phần bình luận cũng như là phần mô tả của video ngày hôm nay nha. Đầu tiên về mặt thiết kế, chỉ cần nhìn sơ qua thôi thì có thể thấy rằng là mỗi sản phẩm nó sẽ có những cái tệp người dùng riêng các bạn ạ. Với chiếc Oppo A53 thì các bạn có thể thấy rằng là sản phẩm này Oppo sẽ hướng tới những cái bạn trẻ tuổi yêu thích những cái dòng sản phẩm mà có màu sắc nó sẽ tươi tắn, nó sẽ trẻ trung và mang đậm chất thời trang. Bởi vì cái chiếc Oppo A53 thì nó sẽ có khả năng biến đổi màu sắc gradient từ bạc cho tới là xanh. Với cái màu sắc này thì mình nghĩ rằng là các bạn trẻ sẽ cực kỳ là yêu thích ở trên chiếc Oppo A53, đặc biệt là các bạn nữ. Trong khi đó thì với chiếc Vinsmart Lite 4 nó sẽ phù hợp với nhiều đối tượng người dùng hơn, bởi vì những cái màu mà bên nhà Vinsmart lựa chọn để sơn cho cái chiếc Lite 4 này á, nó sẽ thiên hướng vào cái sự trung tính, người lớn tuổi hay là người trẻ tuổi đều có thể là sử dụng được, nam nữ thì cũng đều có thể là sử dụng được mà nó không cảm thấy quá là lòe loẹt. Còn khi mà chúng ta nhìn từ phần mặt trước á, thì cả hai chiếc máy này nó cũng có cái ngoại hình khá là xem nhau. Viền màn hình thì mình thấy rằng là cái độ dày của nó cũng khá là tương đồng này, rồi là về kích thước của cái camera selfie đục lỗ nó cũng xem nhau, không có khác gì các bạn ạ. Nhưng mà các bạn cần lưu ý là cái độ phân giải camera thì nó sẽ có những sự khác biệt nha. Còn về cái chất lượng màn hình thì điểm này mình không cần nói, có lẽ các bạn cũng biết là màn hình của chiếc Vinsmart Lite 4 nó sẽ có rất là nhiều những điểm cộng. Thứ nhất là cái màn hình này nó sẽ nổi gối hơn rất nhiều so với là màn hình của chiếc Oppo A53. Thứ hai, bởi vì nó sử dụng cái độ phân giải lên tới là Full HD cộng, cho nên là cái độ chi tiết khi mà chúng ta nhìn vào á, nó sẽ ngon hơn so với là cái màn hình HD cộng ở trên chiếc Oppo A53. Và ngoài ra thì khi mà mình nhìn vào cái màn hình của chiếc Vinsmart Lite ấy, mình sẽ thấy là cái màu sắc của nó sẽ không quá là nhợt nhạt giống như kiểu là màu ở trên cái màn hình của chiếc Oppo A53. Cái màn hình của chiếc Oppo A53 nó sẽ có một cái lợi thế là tần số quét lên tới là 90Hz. Đây là chiếc điện thoại chính hãng rẻ nhất mà các bạn có thể là trải nghiệm được cái tần số quét là 90Hz. Tuy nhiên các bạn cần lưu ý với mình một điều, đó chính là với chiếc Oppo A53 mang tiếng là có tần số quét 90Hz, nhưng cái tần số quét 90Hz này hiện tại những cái gì bọn mình có thể là đo đạc được thì nó chỉ có thể là sử dụng được khi mà các bạn vuốt ở ngoài home screen, hay là các bạn vào trong cái phần cài đặt hoặc là một vài những ứng dụng mặc định, ví dụ như là tin nhắn này hay là gọi điện thoại, thì nó mới chạy 90Hz thôi nha. Còn nếu mà các bạn chỉ cần là vào YouTube hoặc là Facebook thì ngay lập tức nó sẽ chuyển về sử dụng cái tần số quét là 60Hz. Bọn mình đã đo đạc rất là kỹ rồi, mặc dù là Chrome hay là YouTube á, thì nó đều hỗ trợ lên những cái tần số quét lớn từ 90 cho tới là 120Hz. Nhưng với chiếc Oppo A53 nó chỉ có thể là sử dụng được ở mức là 60Hz mà thôi. Còn về mặt hiệu năng thì có lẽ mình cũng không cần phải nói quá nhiều, các bạn cũng có thể đoán được rồi. Vinsmart Lite 4 với vi xử lý là Snapdragon 675 thì khả năng chơi game cho tới là cái tốc độ mở vào app á, thì nó sẽ nhanh hơn so với là Oppo A53 chỉ sử dụng cái vi xử lý là Snapdragon 460 mà thôi. Nhưng với chiếc Oppo A53 nó lại có hai món vũ khí cực kỳ là lợi hại các bạn ạ. Thứ nhất là bộ nhớ trong tối thiểu của nó lên tới là 128GB này, trong khi đó thì tối đa ở trên cái chiếc Vinsmart Lite 4 nó chỉ là 64GB mà thôi. Và bên cạnh đó, chiếc Oppo A53 còn hỗ trợ mở rộng thông qua là thẻ nhớ ngoài. Thứ hai là nền tảng ColorOS, thì các bạn cũng biết mà, Oppo đã xây dựng cái nền tảng này từ rất là lâu rồi. Chính vì vậy mà những cái vấn đề liên quan tới lối vặt á, thì ColorOS nó cũng ít hơn so với là VOS 3.0. Và với những bạn nào mà đã quen sử dụng cái nền tảng ColorOS thì các bạn cũng biết rằng là cái nền tảng này Oppo tùy biến tương đối là sâu, đâm ra là nó sẽ có rất là nhiều những tính năng thông minh dành cho những bạn nào mà yêu thích vọc vạch. Còn về thời lượng pin thì mặc dù là có trung niên pin là 5.000 mAh, tuy nhiên với chiếc Oppo A53, độ phân giải màn hình của nó dừng lại ở mức là HD cộng này, cũng như là hiệu năng sẽ yếu hơn so với là vi xử lý Snapdragon 675 ở trên cái chiếc Vinsmart Lite 4. Đâm ra là cái thời gian mà chúng ta sử dụng được ở trên cái chiếc Oppo A53 nó sẽ nhỉnh hơn so với là ở trên cái chiếc Vinsmart Lite 4. Và cả hai chiếc máy này thì đều hỗ trợ chúng ta là công nghệ sạc nhanh và đều được tặng kèm adapter sạc nhanh ở bên trong hộp máy nha các bạn. Quên mất, đó chính là với chiếc Lite 4 sẽ được tặng kèm thêm một cái phần tai nghe nữa nha. Còn với chiếc Oppo A53 thì chúng ta sẽ không được tặng kèm, khá là đáng tiếc. Nhưng Oppo A53 lại có một cái điểm cộng hơn nhiều so với là Vinsmart Lite 4, đó chính là loa kép stereo.
chất lượng âm thanh của chiếc VinSmart Lite 4 không thể bằng được so với là Oppo A53 với loa kép stereo khi mà chúng ta xem phim, khi mà chúng ta nghe nhạc hay là chơi game. Nó mang đến một cái cảm giác âm thanh vòm rất đã các bạn ạ. Phải công nhận một điều là những cái sản phẩm của Oppo dù là giá rẻ hay là cao cấp thì cái chất lượng âm thanh của nó đều rất là tuyệt vời. Và khả năng bắt sóng của chiếc Oppo A53 nó cũng xịn sò hơn so với là những cái anten sóng được VinSmart tích hợp ở trên chiếc Lite 4. Và cuối cùng đó chính là về cái camera. Nếu mà để xét về cái khía cạnh là camera selfie á, những bạn nào mà yêu thích selfie hoặc là livestream á thì các bạn nên lựa chọn cái chiếc Oppo A53 nha. Khả năng livestream, khả năng selfie với thuật toán của bên nhà Oppo miễn chê luôn, cực kỳ đẹp và cực kỳ là ảo diệu. Còn về phần camera sau thì nếu mà chúng ta nhìn vào số lượng camera cũng như là về tính năng chụp ảnh nhá, thì ở trên cái chiếc VinSmart Lite 4 nó sẽ nhiều hơn so với là Oppo A53. Nhưng nếu mà chúng ta tính về cái chất lượng camera chính ở trên hai chiếc điện thoại này thì mình sẽ thích những bức ảnh chụp ra từ chiếc Oppo A53 hơn. Điều này thì mình cũng đã từng chia sẻ với bạn trong cái video đánh giá về cái chiếc VinSmart Lite 4 rồi. Về phần thuật toán chụp ảnh thì VinSmart Lite 4 vẫn chưa mang đến cho mình một cái chất lượng ảnh quá là ấn tượng ở trong cái phân khúc giá này. Với chiếc Oppo A53 thì các bạn sẽ có cái chất lượng ảnh, màu sắc nhìn vào thì nó sẽ tươi tắn hơn, cũng như là cái độ chi tiết mình cảm giác là nó sẽ nhỉnh hơn ấy. Mặc dù là camera chính của nó độ phân giải dừng lại ở mức là 13 megapixel mà thôi. Tuy nhiên cái thuật toán chụp ảnh ở trên cái chiếc Oppo A53 thì Oppo đã làm tương đối là tốt. Ok, như vậy thì mình đã hoàn thành xong cái video so sánh cho các bạn giữa chiếc Oppo A53 và chiếc VinSmart Lite 4. Về ưu và nhược điểm của hai máy thì mình cũng đang hiện thị ở trên màn hình. Và nếu nhìn vào ưu điểm và nhược điểm của hai chiếc máy này, các bạn sẽ lựa chọn cái sản phẩm nào phù hợp ở trong cái phân khúc giá khoảng 4 triệu đồng. Đừng quên để lại ý kiến ở phần bình luận của video ngày hôm nay. Còn nếu các bạn thấy video hữu ích, các bạn có thể làm một like, share cũng như là subscribe và nhấn vào nút chuông để có thể nhận được những video mới nhất từ channel của mình. Còn bây giờ thì bye.